Cái online Discord on đấy, Discord máy bật nhưng mà không không on, có nghĩa là đang đang nằm trên giường này máy vẫn bật này, thì lúc ấy nghĩ là chỉ ngủ được 2 tiếng thôi, xong dậy xem anh độ stream xem phim các kiểu, ai ngờ ngủ sâu vãi cứ năm đấm này, đánh phép được rồi. Nhiều hướng vậy. Nên giữ lại con Fiora này hay là mình đang không dép được á? Muốn đánh Janna à, đánh khai sáng lắm nhưng mà chắc là không nhiều nhà đánh lắm. Hơi nhiều nhà đánh tí, hơi mệt. V2 không đánh khai sáng đâu. Đấy, hợp lý, đỡ phải roll. Thử nha, cho pháp sư vào. Ủa, giáp luôn. Yasuo có thể lên 2. Có nên roll không nhỉ? Yasuo 2 thì ngon. Ok. Sao lại bay hết nửa ra tài? Hôm qua anh Độ chơi gì à? Hôm qua anh Độ chơi gì đấy? Không có tưởng anh Độ xem phim mà anh em. Thọt mất một tiền, ngu quá. Bạn phí à? Có tưởng chơi ấy cơ. Long tập. Nếu mà ra sau mình lấy được một con rồng nữa thì mình sẽ run up 7 run luôn. Chắc vậy. Đép là bắn ghê mà anh em. 51 frag là bình thường đấy. Ok. Thu ít, hợp lý ấy. Kiểu có tôi hoặc đép vào trong tin mà anh em phải suy nghĩ lại. Gãy phép đi. Hai con khai sáng ngon thế nhỉ. Không nhiều phải ít nhiều sằng sầm mốp. Chúng nó sầm mốp, chúng nó sờ tách với nhau là hơi khó bắn đấy. Đen mình sẽ gặp bọn sầm mốp đấy. Cấp 7 không nhỉ? Bí ẩn. Năm pháp sư. Xoay bài. 4 long tộc bị thương mà con
con Sivana. Ok, tỉnh đi ăn đi. Ok. Thằng này mất trích, thằng này phải mất trích. À thằng này làm gì có trích đâu mà mất trích. Dao rồng hai đẹp. Không có tinh anh gì khác, nhảy. Hai con rồng này nó hơi phế. Biết đâu ra tinh anh long tộc nên tôi muốn giữ rồng. Bán đi. Thần rừng. Không ra đồ phụ nhỉ, đánh hai trận rồi đấy. Ta lông. Chết mẹ, ta lông một giết con rồng mình rồi. Hay quá, ui, đéo nhổ kịp ạ. Cái thế nhỉ. Hình như là vẫn win. Chắc thế. Ừ, vẫn win. Ra số 2. Vẫn cần một cái giáp thiên thần cho con rồng nhảy. Linh hồn à. Mình có hơi kẹt chặt cá chọn canh đấy hả? Tinh anh quá. Không, mình đánh pháp sư mà lấy mấy cái tinh anh làm gì. Không phải áp cả. Năm đấm. Năm đấm. Ơ, ra thiên thần. Giờ ra xong đấu rồi, điên. Tôi nghĩ là với cái form bài này tôi đép được rồi. Kháng hiệu ứng à. Hai găng. Hai găng ngon hơn nhỉ. Giáp con Ani nhìn chán vậy. Piu piu piu. Chỉ cần câu giờ cho con rồng nó phụt được là chúng ta sẽ ép được. We are okay man. Để rồng này. Quỷ thư có tác dụng gì đấy? À có thông đạo di dột. Sivana này hơi phế nhá. Kiếm con tiên phong nhất vào mạnh hơn. Đồng quỷ thư đấy có tác dụng. Kỹ năng của tướng sở hữu thiêu đốt kẻ địch. Ta lông thánh thần luôn. Chất chơi nhỉ. Bị vớt bẫy. À nhầm, bị thông đạo. Đẹp được rồi. Không mua rồng đâu. Nó lừa mình ấy. Đẹp. Nó lừa mình tiếp này các bạn. Lừa mình liên tục này. Không phải áp cao rồi. Kêu nhiều nhà chơi thánh thần ấy nhỉ. Mình chơi rồng là hợp lý đấy. Để ai chơi rồng cả. Mà lên ba cũng không ăn thua, không có đồ. Ui, mạnh vãi. Phi bài em ơi, phi bài đi. Piu. À đau quá. Nhổ nó. Giờ điều quan trọng nhất là phải giữ trích này. Cố gắng giữ trích lên 8. Xoay rồng 2.
Đồ thì đẹp lắm rồi. Bây giờ nhặt cái gì cũng được hết á. Nhặt thêm đồ tăng cho Annie. Vuốt rồng, kháng hiệu ứng gì đó. Hai cái nỏ sét thì sao? Tôi thích cái thông đạo ấy, hay là cái đai máu. Ôi, kháng hiệu ứng. Hoặc là cốc. Cốc cũng được. Cốc cho rồng. Cốc cho Lulu. Đường dài phía trước. Có lấy được Swain đâu. Lấy được ở tốt. Ui, vút rồng à. Đập đồ kháng hiệu ứng à. Năm đấm. Anh nghĩ sai tinh anh á, anh không lấy chứ, lấy làm gì, mình đánh pháp sư mà. Tinh anh đấu sĩ nữa, tinh anh long tộc thì còn suy nghĩ. Ôi nó phi pháp chết con Annie mình rồi. Nhổ em ơi, đéo nhổ được rồi. Hai con Seju. Tôi cố gắng lên 8, tôi kiếm tinh anh rồng này nè, nó mạnh hơn. Mẹ nó phi phát chết con Annie tôi luôn, hết tăng luôn, khỏi tăng luôn. Hay đúc đồ này nhỉ, đúc đồ này hơi thiệt bởi vì có mỗi một đồ. Đây tính là một đồ à, hai cái nỏ sét. Con Sylvana viên này phế vậy, không tác dụng. Nếu có tiên phong nhét vào coi nhé. Có thể lấy con Seju nhé. Đổ đi em ơi. Giết nó con này. Ok. It's ok man. Rồng 2 sẽ khác. Con rồng phải lên mana chậm quá. Truyền thuyết ạ. À. Điến à. Xong đấu. Thần tài. Toàn ra cái gì. Ra sao luôn. Này mạnh ghê. Đây là con Nearly 1 nhá. Nearly 3 nó khác bọt lắm. Bro lấy đồ này. Bếp thần rừng thì thôi. A diệm ngon này, khai sáng đây rồi. Rồi đi để làm chi. Sáu long tập, năm pháp sư, hợp lý nhỉ. Cái bếp này bị phế rồi. Có đúc đồ lại con này không nhỉ? Hả anh em? Có nên đúc đồ không? Không à, ok. Đúc đồ cái này quá. Thử đi. À đéo được, trong combat không được.
Đây đi nhặt một cái đồ xong đúc cũng được, nếu mà đồ xấu. Để dành cái đúc sau vậy. Samira hơi nhiều nhá. Bốn có rồng nữa. Chúng ta sẽ có rồng 3. Thôi không nuôi Lulu 3 đâu. Zone đi xin luôn ạ. Thôi đất chết mẹ nó sút. Nó sút con lực. Có rồng, có rồng. Không thua được. Rồng tê anh mạnh lắm. Đến đê rồi đi. Hai găng cho con sở quên mạnh hơn. Thì thêm được cho sở quên được một cái giáp thiên thần nữa. Hoặc một cái phút một phép. Đồ thủ. Chúng bây giờ chỉ lấy đồ thủ thôi. Xe kẹ cũng được. Sở quên này. Đấy sở quên ngon. Ui. Con này cầm chiến tướng á. Sở quên đi. Sở quên 2. Samira kêu. Đây con Sở Quên 2 là binh. Tôi đều muốn lên 9 đâu. Lên 9 mất thời gian lắm. Với người ta roll được bao nhiêu thứ rồi. Tôi muốn roll, tôi muốn roll. Đấy. Sắp đủ rồi. Cái này hơi ngu rồi. Cái này hơi ngu rồi, đúc đồ luôn này. Quỷ thư này. Hợp lý rồi. Quá hợp lý, quá hợp lý. Olaf 2 cũng chả nhét vào đâu được nhỉ. Broom ngon hơn. Zone, ôm một con. Này, rồng nữa này. Zone phát nữa ra rồng nữa này. Brand 2. Cây bếp á, cây bếp thì chỉ được một đồ lẻ thôi. Gậy lốc cái lồn à, cái thế nhờ. Vậy lốc mình chứ. Thua à? Nhổ. Nhổ. Ui. Lốc nữa chứ. Bếp thì chỉ ra một đồ lẻ khác thôi các bạn. Làm gì có chuyện. Đấy người đã rơi ra sẻ. Nghĩ xa thế. Mình đáng lẽ nếu mà đúng là tôi phải đợi sau ra quái. Tôi vẫn đập đồ này. Ui. Tất mẹ tay không. One more, one more. Baby. Sau ra quái ray hết xoay hết tiền đi. Thì xếp bài, xếp bài. Sang đây đi. Rút rồng. Con nó có vút rồng. Nhưng sát thương chuẩn. Ngu à. Nổ. Ui. Nổ sát thương chuẩn là đẹp. Ba đồ này. Đáng lẽ lên đợi. Các bạn ơi đáng lên đợi. Bồ xanh à. Check đồ nó nào. Không có thằng nào có vút rồng à. Ngon. Có thằng này có vút rồng này bú rồi. Đồ đẹp thế. Nó có ở cái kéo luôn ạ. À. Không xếp rồng ra góc được rồi. Quỷ thư. Úi trời. Gua mốc của chắc là con này. Bột xanh.
Từ nhá, tôi có thể đúc lại đồ. Thôi. Thôi lên đi. Đây rôn đéo nữa là rôn Nguyên Hải à? Nguyên Hải. Bùa xanh quỷ thư này cho anh. Quỷ thư Annie. Rồng ba thì chắc là không thua được. Phù phát chết hết à? Xin cái top 1 lên cao thủ coi, bro. Một thằng đi này. Ôi, thằng này cũng có cái bàn tay hỏa tiễn luôn. Tôi không xếp rồng ra góc được. Không được xếp rồng ra góc. Bàn tay hỏa tiễn, ông nào có bàn tay hỏa tiễn nhỉ? À không có. Xếp đồng góc được rồi. Thằng hỏa tiễn chết rồi. Ui đồ tăng này, ngon không? Ai áp được cái gì bà đấy? Ui omolap thôi. Kêu ba. Ok fine. Căng này các bạn ơi. Kêu ba là hơi căng đấy. Rồng phụt chết được ông rồi. Ok. Chỉ cần một con Swain nữa thôi. Thằng Olaf đi rồi. One more Swain bro. Ui, Olaf đi rồi phát ra một đống Olaf này. Gặp này này à? Sợ sợ gì nhỉ? Xếp như này đi. Thì con này nó kéo bên trái. Kéo cái cột này vào và đánh. Chắc là tôi top 2. Mình phải nghiêm tố khiêm tốn tí anh em ạ. Mình phải khiêm tốn tí. Nhờn. Nhờn cái dòng 3 à. Mình có duyên lên dòng 3 lắm nhá. Đánh Olaf các kiểu thì đéo lên được đâu nhá. Dừng. 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 Sở quên dừng. Ani dừng. Về gì quan trọng số quên lên 2 thôi. Chiếu thẳng mặt này. Chiếu thẳng mặt luôn. Ơ kìa. Nó sẽ đổi góc rồi. Nhờn. Một nhổ đi luôn kê ba. Một nhổ đi kê ba luôn. Ok kìa. Một nhổ đi luôn kêu mất sắp tinh thần luôn. Đỡ đau đầu xếp bài này. Sơ quên. Thôi con trai. Thách não nhau. Tôi giả vờ để sang đây. Sẽ xe vào giữa. Tôi để vào cũ. Chỉ khạc cần khạc chúng kêu thôi. Chắc là mình không đi nguyên nhà đến mức mà kiểu đen đến mức mình thua luôn đâu nhỉ. Rồi chết con kêu à. Không thua được. Con sợ quên. Kiểu gì tôi cũng nhổ được một lần à. Kiểu gì cũng nhổ được à.
rồi nhét 24 bí ẩn vào thì nó win thôi. Huyết kiếm, huyết kiếm Lulu vút bẫy. Ui địt, cái này hơi căng nha, vút bẫy con rồng mà bị đơ là cũng hơi mệt. Dùng tinh anh nữa chứ. Chờ em cuối chân trời. Chờ quên rồi. Đi xin xếp tuần trong góc này hơi ngu nhỉ. Thôi chết mẹ rồi. Nhưng mà tao vẫn nhổ được. Không lắp một bẫy hả bạn? Lắp một bẫy khéo khác rồi đấy. Kiểu nó ông ấy căn nhá, lúc con rồng chuẩn bị nhổ phát ông lắp vút bẫy vào phát là win mà. Ok, ơ thế là lên cao thủ à? Ơ kìa. Ơ kìa. Dễ thế nhờ. Chơi game kêu ba thua, chơi làm gì bạn ấy. Dễ quá, dễ quá. Tưởng ngày hôm nay sẽ dài lắm cơ nhưng không.